làm thế nào để mình có thể làm quen với cả một bạn vừa sinh là còn vừa vú to như thế này tôi đi ra ngoài đó đầu tiên là tôi nhìn thấy một người phụ nữ đúng không tôi nhìn thấy một người phụ nữ tôi cảm thấy thích vãi lìn nhưng mà hơi tiếc một chút đó chính là cái người phụ nữ này không liên quan gì đến bạn bè của tôi đúng nghĩa là như một người xa lạ vậy vậy đặt ra câu hỏi là để làm quen với một người xa lạ tức là mình không có nhiều một cái thông tin gì để nói chuyện với cả người ta thì các bạn sẽ phải nói chuyện như thế nào vì mình không có thông tin mà thì lúc đấy mình chỉ nói chuyện dựa trên tất cả những cái mắt mình nhìn thấy về người phụ nữ ấy thôi giả sử ví dụ hiểu là tôi chẳng hạn cảm ơn quang nguyễn nhá các bạn cứ thử hình dung của tôi chẳng hạn thì là tôi đi ra ngoài đường địt mạnh tôi ra phố đi bộ hồ gươm chẳng hạn thế là đầu tiên tôi nhìn thấy có một bạn nữ trời đụ xinh vãi lồn đây là những cái suy nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu tôi là xinh này trời ơi địt mạnh xinh ấy nhở cái thứ hai là gì nhỉ vú to ui địt mình đã xinh xong lại còn vú to Thế là lúc đấy trong đầu tôi mới nảy số Uầy Làm thế nào để mình có thể Làm quen là một bạn Vừa sinh con Vừa vú to như thế này Thế là lúc đấy tôi mới nghĩ ở trong đầu là Ồ Khi mà Đấy là bạn nghĩ ở trong đầu ấy Thì bạn sẽ sử dụng những cái từ như thế Nhưng khi bạn ra nói chuyện với người ta thế bây giờ chẳng lẽ bạn ra bảo Em ơi Em vú to quá Cho anh làm quen với Thế đéo được Địt bạn thế phô quá Thế là lúc đấy các bạn phải nghĩ ra Những cái ngôn từ gì Mà nó Đẹp đẽ Mà nó tinh tế hơn một chút mà nó sẽ làm chiều lòng các chị em thì nó thử như thế nào nhỉ? Ôi, bạn ra giả sử là tôi chẳng hạn. Ồ. Chào em. Anh đứng ở đây từ chiều. Nhưng chưa bao giờ anh nhìn thấy ai có bộ ngực đẹp thế này cả. Các bạn nghĩ là các bạn bị các bạn nghĩ là các bạn nói xong câu đấy là các bạn có bị ăn tát không? Không, này, bịt mẹ nhá. Bố mày khen ngực mày đẹp, chứ không phải là bố mày khen vú mày to đâu. Cái rừng bố, bố mày dùng cái từ ở đây là ngực mà. Tôi cam đoan với các bạn luôn khi mà các bạn nói ra câu đấy ấy kể cả là đấy đúng nghĩa là anh thấy ấy, anh muốn làm quen với em bởi vì cơ bản ở đấy là anh thấy ngực em đẹp quá thôi nhưng khi các bạn nói như tôi nó lại là một cái câu chuyện khác con mẹ mày hẳn luôn không tin các bạn thử đi hoặc là bây giờ các bạn có thể thử như này bạn nào giờ còn là trẻ con đấy thì bây giờ nó cũng là 11 giờ rồi các bạn à, đứng dậy khỏi giường các bạn lên gặp ông bà già ở trên ấy các bạn vào khen bà già y như tôi này ồ hôm nay ngực mẹ đẹp thế cho con 5 lít đi Kiểu gì cũng được cho luôn các bạn là không tin lên thử luôn Tôi không bao giờ nói điều Phụ nữ yêu bằng tai mà các bạn Không điêu, không điêu Thề với các bạn luôn Nhưng mà nói chung là nó cũng chỉ kiểu Tương ứng với cả một số bộ phận Ở trên cơ thể thôi nhá Tôi nói thật với cả các bạn Ví dụ như kiểu là đấy Tôi vừa nhắc đến một cái câu chuyện ở đây Đó là các bạn nhìn một người phụ nữ ngực đẹp à, Vú to đi Thì các bạn có thể sử dụng từ ngực đẹp Tiếp là thử đặt ra một người phụ nữ ở đây là một người à, một người phụ nữ đi to thì các bạn cũng có thể sử dụng từ ở đây là mông đẹp. thế nhưng mà à, giả sử mà các bạn mà lại gặp phải một cái người phụ nữ nào mà Thế là mình phải dùng cái gì nhỉ? cái phần dưới ấy nó đẹp thì các bạn không thể nào mà sử dụng cái từ đó là cái bộ phận sinh dục nữ của em đẹp quá hay là cái gì đó của em đẹp quá được. thế nên là dù sao dù các bạn có muốn khen cái gì thì mình cũng phải tư duy một chút về cái vấn đề mà mình đang định nói các bạn có hiểu ý tôi không tức là ok là các bạn có thể khen ngược đẹp này Mong đẹp nhưng mà chả ai đi khen cái ở dưới lại đẹp cả bởi vì nó nó không có một cái từ nào mà nó hợp lý với cái đó à thì mình cũng nên tính toán một chút ý của mình là như vậy <laughs>